Việt thì phải nói là khổ cho ông ấy là ông ấy xuất thân cái thành phần quan lại trong triều, địa chủ vào cái loại to, mà ông Đặng Văn Việt đây là đã từng học về bác sĩ y khoa đấy, về trợ lý ở trên bộ tổng tham mưu, xong rồi sau thành lập cái trung đoàn Cao Bắc Lạng này thì là đưa ông xuống làm trung đoàn trưởng. Thì chiến công của ông ấy là đường số 4, chiến công đánh Đồng Khê rồi thì bắt Xác Tông Lơ Pa rồi. Rồi giải phóng được cái Lạng Sơn, dọc cái đường số 4 suốt từ Cao Bằng mà cho xuống đường Tiên Yên Móng Cái đấy, thì chiến công của ông là cái chỗ ấy thôi. Thế còn thì ông này thực tế là chứ còn sau này đến cái chiến dịch tiếp theo, cái năm cuối năm 51 sang đầu năm 52 thì ông ấy là chỉ huy bọn tôi đánh cái phố mới, ở đường 18 ở chỗ qua thị xã Bắc Ninh xuống 12 cây đi đi phía phả lại đấy. Đấy thì đánh cái trận đấy cũng thất bại. Thế thất bại là vì là cũng chủ quan. Thế đánh một đêm hôm trước thất bại rồi. Thế là hôm sau nó tăng quân lên lại cũng không nắm được, thế là đánh tiếp trận thứ hai lại cũng thất bại mốt. Cho nên cái đại đội lúc ấy là tôi cái đại đội 924 là bị hai trận liệt xẻng. Coi như là tất cả lính thổ dưới kia xuống, lúc xuống là độ 90% người thổ. Thế sau hai cái trận đấy thì coi như là mất gần hết, thế là phải lấy lính ở Hải Dương thay vào. Đấy thì như thế là hai cái trận đấy thất bại. Thế đến cái chiến dịch sau thì ông Đặng Văn Việt còn tiếp tục chỉ huy chúng tôi giải phóng cái đồn Mộc Châu. Mộc Châu sau khi mà bọn tôi đánh ở bên Nghĩa Lộ, sang Nghĩa Lộ Ba Khe qua Quang Huy Thu Cúc rồi qua vượt sông Đà sang giải phóng Mộc Châu, thì tiểu đoàn tức là trung đoàn ông Việt chỉ huy tiếp là cái trung đoàn chúng tôi là giải phóng cái đồn Mộc Châu. Mà đồn Mộc Châu lúc ấy là phải nói tương đối là kiên cố, mìn đầy hết cả, mà thằng Quan Ba thằng Vanh Xăng như thế là chỉ huy cái đồn ấy hôm ấy bắt được là phải nói nó cũng cũng là tài tình. Thế thì ông Đặng Văn Việt thì chỉ chỉ huy đến cái đồn Mộc Châu thôi. Thế sau cái đồn Mộc Châu thì chúng tôi tiếp tục đánh lên Nà Sản. Đánh lên Nà Sản thì 308 cũng đánh rồi, thì là 32 cũng đánh, nhưng mà riêng trung đoàn tôi thì đánh cái đồn Nà Si. Đánh cái đồn Nà Si thì cũng là điều tra không đến nơi đến chốn, cho nên là nó phạt cây ở cái rừng cái này cứ đổ rạp xuống, cây đổ rạp xuống hết cả. Thế hàng rào thì là cũng không có mấy, nhưng mà cây cối đổ rạp xuống cho bộc phá đánh vào thì là cây nó có bung lên rồi nó dập xuống, bung lên rồi nó dập xuống, thành cuối cùng không vào được. Thì cái đồn Nà Si thì đến Nà Sản Nà Si thì cũng bị như thế. Thế cái hôm mà đánh Nà Si xong thì tôi lại làm cán bộ tác huấn với ông Hòa này. Ông Hòa là trưởng tiểu ban mà tôi là trợ lý của ông Hòa. Thế là đánh những cái bộ phận nó nóng ra bên ngoài Nà Sản thôi. Đấy, đánh trong thời gian thì cái dạo ta lên chết rồi làm lễ truy điệu ta lên rồi các thứ, rồi coi như là khoảng tháng 5 năm 2 thì rút quân về, tháng 5 năm 3 rút quân về về Thanh Hóa chỉnh quân, chính trị. Lúc ấy là chỉnh quân chính trị xong rồi đến tháng 11 năm 3 mới bắt đầu vào Lai Châu đấy. Thì cho nên sau này thì khi về hưu về Hà Nội này thì thỉnh thoảng cứ gặp lại ông Đặng Văn Việt thì mình vẫn tôn vinh ông là chỉ huy cấp trên, mà như thế nói chung là vẫn quý trọng. Nhưng mà thấy quan điểm của ông này ông phải đây giỏi, thì có giỏi nhưng mà trong đó là như anh em nói là có phần kiêu căng và phản ứng giai cấp, tức là ông ấy phản ứng giai cấp ghê quá. Ông cho là cái việc mà cải cách sửa ruộng đất làm bố ông cũng bị sai, rồi bản thân ông ấy cũng bị sai, cho nên là chính vì cái thành phần của ông ấy lớp trên như thế, cho nên sau khi đánh Mộc Châu xong ấy, thì cấp trên mới điều ông đi học tiếp sang Trung Quốc, rồi ở cái ban huấn luyện nhà trường ở bên đó, rồi sau này về chuyển sang bộ xây dựng, gì đấy. Thì nói chung là ông ấy có cái bất mãn, với chế độ nói chung. Tôi thấy là thỉnh thoảng mà chúng tôi lên mừng sinh nhật ông Giáp thì cũng có mặt ông ấy, cũng lên ông Giáp. Nói chung là cách sống thì cũng thân tình thôi, không có vấn đề gì, nhưng mà
quan điểm sau này ông viết khá nhiều báo, và nhất là con thời ông lại có anh em ở bên Pháp, mà ông ấy sang Pháp để gặp lại cái bọn tướng ở bên Pháp, nó ca ngợi ông ấy chuyện này chuyện khác, thì là ông ấy càng 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 ti với chế độ mình tận. Ông cho là chế độ này trù dập ông ấy ghê quá. Tất nhiên là cũng có cái phần đúng, nhưng mà cũng có cái phần là cái sai thuộc về ông. Thế những cái lần mà bác lên thăm đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy, thì bác có